Kính ơn sư, con có đặt câu hỏi là con bán hàng xách tay có phạm giới hay không, thì sư đã trả lời là có vì trốn thuế ạ. Vậy sư cho con hỏi, ví dụ con bán được một tháng 10 triệu, con phân phát hết, không giữ lại đồng nào dù là tiết kiệm, thì có đỡ được phần nào nghiệp không ạ? Xin thưa với quý vị đó, cái nghiệp mình đã tạo thì mình sẽ nhận hậu quả của nó. Chứ bây giờ mình cũng không có gọi là bù trừ cho nhau thì không có. Nhớ nha, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Thì mình biết như vậy rồi đó, thì về sau á, mình bán hàng thì mình có kê khai thuế đàng hoàng là nó là tốt nhất. Còn cái hàng mà đã có thì mình xem coi là một là có kê khai được hay không, hai á, là mình coi giải quyết như thế nào á, mà nó phù hợp được với cái lẽ đạo. Chứ còn sư thì sư cũng không phải là dân kinh doanh để sư có thể đưa ra quý vị cái lời khuyên nó như là người đời được. Mà theo pháp á, thì sư chỉ có thể lời khuyên là chúng ta nên làm các phước thiện và hạn chế các cái điều bất thiện. Và từ nay về sau thì nhớ nuôi mạng một cách chân chánh. Còn những việc mình đã làm thì nó sẽ cho quả, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng.